Xin chào 500 anh em đã quay trở lại với kênh của Sĩ Kẹo. Ngày hôm nay trong video này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về top 4 góc núp giúp bạn leo rank hiệu quả trong game Free Fire. Trước khi chúng ta bắt đầu nội dung ngày hôm nay, các bạn hãy nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nhé. Cảm ơn anh em rất nhiều. Vị trí góc núp đầu tiên của chúng ta sẽ là ở trên đảo dừa. Với vị trí này thì cực kỳ đơn giản, đấy là các bạn hãy dựng một cái bong keo ở ngay cạnh nhà thế này. Ok, tiếp tục ngồi và di chuyển lên phía trước. Lúc này thì anh em sẽ cần phải dựng thêm một trái bong keo nữa, để làm sao mà lát nữa bong keo nó tạo thành một cái đường bậc thang để lát nữa anh em có thể dễ dàng leo lên. Ok, thêm một trái bong keo nữa. Vâng, lúc này thì các bạn có thể leo lên một cách vô cùng là dễ dàng và lên được phía trên nóc nhà luôn nha. Với cái góc núp ở trên nóc nhà thế này thì các bạn quan sát xung quanh vô cùng là tốt luôn. Và nếu như mà có địch chạy qua thì khi mà anh em ở vị trí trên cao, các bạn cũng sẽ dễ dàng bắn headshot địch hơn. Và đây chính là lợi thế của cái góc núp này. Vị trí góc núp thứ hai của chúng ta sẽ có mặt ở kho quân sự. Đơn giản là các bạn chỉ cần là nhảy lên xe theo cái hướng dẫn này. Sau khi mà đã lên được cái phía này rồi thì anh em từ từ di chuyển nhá. Ok, lúc này các bạn sẽ cần phải nhảy lên lốp xe một lần nữa. Vâng, như vậy là anh em đã ở trên nóc nhà rồi. Đây, anh em có thể là tận dụng trái bong keo của mình để dựng một cái đường để các bạn có thể là dễ dàng sang được cái cửa sổ bên kia. Vâng, phải nói là cửa sổ là một cái góc núp vô cùng là ngon luôn. Trước đấy thì các bạn hãy chuẩn bị kỹ càng bong keo cho mình nhá. Ok, đây và cực kỳ đơn giản đúng không nào? Như vậy là anh em đang ngồi trên này rồi. Lúc này các bạn cầm súng bắn địch rất là dễ luôn. Và phải nói là ở trên cao thì các bạn sẽ có được một cái vị trí bắn nó tốt hơn anh em ơi. Bắn dễ dàng headshot hơn đúng không nào? Vị trí góc núp thứ ba trong chế độ tử chiến chính là ở đài quan sát nha mọi người. Ok, các bạn chuẩn bị bong keo cho mình và dựng theo cái hướng dẫn này. Được rồi nha. Lúc này thì anh em hãy di chuyển theo cái lan can ở ngay chỗ này luôn. Ok, các bạn nhảy lên bong keo và tiếp tục dựng thêm một trái bong keo nữa theo vị trí thế này. Ok nhá. Và anh em chỉ đơn giản là các bạn nhảy qua cái bong keo này. Và anh em thấy không ạ? Lên nóc nhà vô cùng là đơn giản đúng không nào? Ui. Và khi lên trên này thì các bạn có thể là có được một cái vị trí quan sát vô cùng là tốt. Và tôi chắc chắn rằng là với những cái cây súng bắn tầm xa hỗ trợ như là những cây súng bắn tỉa thì các bạn có thể hạ gục địch dễ dàng khi mà ở trên này. Anh em lưu ý thêm là hãy chuẩn bị thêm bong keo nhá, để cho những cái tình huống bất ngờ thì các bạn có thể là dựng bong keo lên để phòng thủ đúng không nào? Vị trí góc núp thứ tư của chúng ta là ở cảng lớn, một cái khu vực đã quá là quen thuộc với anh em đúng không nào? Ok, thì các bạn chỉ cần là di chuyển theo cái hướng dẫn này. Đây nhá, các bạn có thể là lên cái khu vực trên cao như thế này. Và ok, đơn giản thôi anh em sẽ dựng bong keo cẩn thận nha. Đó, dựng thành kiểu như là hình bậc thang có thể hỗ trợ cho anh em leo lên cực kỳ là tốt luôn nhá. Ok, các bạn sẽ cố gắng nhảy lên cái lan can này và từ từ nhảy lên phía trên nhá. Ok, như vậy là mình đã nhảy lên phía trên thành công rồi nha các bạn ơi. Ở một cái vị trí quá là cao như thế này, nếu như mà anh em có adup thì bắn phải nói là cực kỳ là sướng đúng không nào? Như vậy thì ngày hôm nay mình đã chỉ ra cho anh em 4 vị trí góc núp giúp cho anh em có thể là leo rank tử chiến vô cùng là hiệu quả. Nếu như mà các bạn thấy video này hữu ích, đừng quên là hãy nhấn nút like và đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nhé. Cảm ơn anh em. Bye bye.